Kính xin thông báo đến quý ông bà và anh chị em, trong suốt thời gian tham dự thánh lễ và cầu nguyện hành hương, xin quý vị lưu ý bảo quản tư trang và tài sản cá nhân để phòng bị thất lạc hoặc mất cắp. Quý vị phụ huynh có dẫn trẻ em đi theo, xin lưu ý chăm sóc và bảo vệ các em cẩn thận để tránh bị thất lạc. Khi gặp sự cố đặc biệt cần hỗ trợ, xin quý vị liên lạc với ban trật tự hoặc trình báo cho ban thông tin tại khu vực âm thanh khán đài B. Quý vị nào muốn xưng tội, xin mời đến các tòa có tra giải tội ở khu vực lễ đài A. Để thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa có thể theo dõi đại lễ hôm nay, các thánh lễ kính thánh Martin sẽ được tường thuật trực tiếp trên trang web daminvn.net và trang Facebook Daming Việt Nam. Kính mời quý ông bà anh chị em đón xem và hiệp thông. Thánh Martino là hiện thân của Chúa Kitô.
Chương trình đại lễ Thánh Martin hôm nay diễn ra và được cử hành với 6 thánh lễ. Thánh lễ tiếp theo được cử hành lúc 7:30. Ý cầu nguyện cầu cho các gia đình do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Vào lúc 9:30 có nghi thức tôn vinh Thánh Martin do huynh đoàn Đa Minh phụ trách. Thánh lễ tiếp theo vào lúc 10:00, ý cầu nguyện cầu cho giáo phận và khách hành hương do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Thánh lễ thứ tư được cử hành vào lúc 14:30, cầu nguyện cho các bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân do linh mục Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam chủ tế. Lễ thứ năm được cử hành vào lúc 16:30, cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ do Đức cha Giuse Trần Văn Toàn, giám mục giáo phận Long Xuyên chủ tế. Và thánh lễ cuối cùng được cử hành lúc 19:30 tại lễ đài B, ý cầu nguyện cầu cho giới trẻ do Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc chủ tế. Vào lúc 17:00 có chương trình diễn nguyện huynh đoàn Đa Minh phụ trách. Cộng đoàn tu viện đền Thánh Martin Biên Hòa trân trọng chào mừng quý ông bà và anh chị em từ nhiều nơi xa gần đến tham dự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện hành hương
mừng kính Thánh Martin de Porres tại đền thánh hôm nay. Thánh lễ kế tiếp được cử hành lúc 7:30 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế, để hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Thánh tu sĩ Martin de Porres, vị lương y nhân từ. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình luôn được an vui hạnh phúc trong yêu thương, cách riêng là các gia đình đang cưu mang và chăm sóc những bệnh nhân với nhiều căn bệnh nan trị hoặc có liên quan đến đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Nhờ lời truyền cầu và sự phù trợ của Thánh Martin, vị lương y nhân từ, xin cho các gia đình luôn an vui tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, không ngừng thăng tiến trong đời sống đức tin và đức mến giữa mọi thăng trầm của cuộc sống hiện tại. Bạn nghèo của Chúa đã được nhắc lên, đã được nhắc lên. Martino, Martino, xứng danh hơn một đời tín trung. Xưa dưới trần, người đã thương mến mọi chúng sinh, cỏ cây sông núi cùng thuốc muông. Người sẻ chia vui buồn, người tận tình giúp đỡ hết lòng, hàn gắn nỗi đau trần thế dịu dắt, bao tâm hồn lạ thường. Bạn nghèo của Chúa sống đời khó khăn, sống đời phúc Martino, Martino, sống bác ai kiếm cùng đầy niềm tin. Bạn nghèo của Chúa đã được nhắc lên, đã được nhắc lên. Martino, Martino, xin danh thơm một đời tin chung. Một lần nữa, Cộng đoàn Tu viện Đền Thánh Martin Biên Hòa trân trọng chào mừng quý ông bà và anh chị em từ nhiều nơi xa gần đến tham dự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện hành hương mừng kính Thánh Martin de Porres tại Đền Thánh hôm nay. Thánh lễ được cử hành vào lúc 7:30 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế, để hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Thánh tu sĩ Martin de Porres, vị lương y nhân từ. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các gia đình luôn được an vui hạnh phúc trong yêu thương, cách riêng là các gia đình đang cưu mang và chăm sóc những bệnh nhân với nhiều căn bệnh nan trị hoặc có liên quan đến đại dịch COVID-19 đang hoành hành khắp thế giới. Nhờ lời truyền cầu và sự phù trợ của Thánh Martin, vị lương y nhân từ, xin cho các gia đình luôn an vui tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, không ngừng thăng tiến trong đời sống đức tin và đức mến giữa mọi thăng trầm của cuộc sống hiện tại. Kính xin thông báo đến quý ông bà và anh chị em, trong suốt thời gian tham dự thánh lễ và cầu nguyện hành hương, xin quý vị lưu ý bảo quản tư trang và tài sản cá nhân để phòng bị thất lạc hoặc mất cắp. Quý phụ huynh có dẫn trẻ em đi theo, xin lưu ý chăm sóc và bảo vệ các em cẩn thận để tránh bị thất lạc.
Khi gặp sự cố đặc biệt cần hỗ trợ, xin quý vị liên lạc với Ban Trật tự hoặc trình báo cho Ban Thông tin tại khu vực âm thanh khán đài B. Quý vị nào muốn xưng tội, xin mời đến các tòa có tra giải tội ở khu vực lễ đài A. Để thuận tiện cho quý ông bà anh chị em ở xa có thể theo dõi đại lễ hôm nay, các thánh lễ mừng kính thánh Martin sẽ được tường thuật trực tiếp trên trang web daminhvn.net và trang Facebook Đa Minh Việt Nam. Kính mời quý ông bà anh chị em đón xem và hiệp thông. Để giữ cho giờ lễ được trang nghiêm, xin quý ông bà anh chị em ổn định vị trí, tắt điện thoại và hồi tâm cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Martino sinh ra vào thế kỷ 16 tại thành phố Lima, Peru, Nam Mỹ, trong hoàn cảnh nghiệt ngã trái ngang của cuộc tình duyên giữa thân phụ là ông Joan Porres, hiệp sĩ người Tây Ban Nha thuộc giới thượng lưu, và thân mẫu là bà Anna Velasca, thiếu nữ da màu nước Panama thuộc giới nô lệ được giải phóng. Dù người là con da màu, sinh trưởng trong hoàn cảnh không được xem là một gia đình đúng nghĩa, sống trong sự kỳ thị của xã hội đương thời đối với người da màu hèn kém, Thánh Martino vẫn cảm nghiệm sâu xa về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa đối với mọi người, được Thiên Chúa sinh ra trên trần gian này đầy đa đoan, trắc trở và nhiều biến động này. Ngài đã để cho tình yêu diệu vời của Thiên Chúa tràn ngập thâm tâm, nên không bao giờ cảm thấy phiền não trong mọi nỗi oan khiên nghiệt ngã của thân phận đời mình. Tiến bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá và sống đời hiến tế vì ơn cứu độ, Thánh Martin luôn tìm kiếm niềm vui và những sáng kiến trong việc phục vụ tha nhân. Ngài chữa lành cho người đau bệnh, chăm sóc các cô nhi và người già yếu neo đơn, khuyên nhủ kẻ lầm lạc, bênh đỡ người bị áp bức, khơi niềm hy vọng cho những ai đang bế tắc trong cuộc đời. Đặc biệt, với niềm thông cảm sâu xa, Thánh Martin đã sẵn sàng đến thăm viếng, ủi an, nâng đỡ và khích lệ gia đình của người thân cận đang gặp khó khăn thử thách trong muôn nỗi lo âu về cuộc mưu sinh và về hạnh phúc yêu thương trong gia đình. Niềm tin và đức mến cao vời của Ngài đã trở nên nguồn cảm hứng cho các gia đình gặp khó khăn về nhiều phương diện, về niềm tin lung lay, về tình yêu bị thương tổn, gánh nặng mưu sinh quá mức chịu đựng,
những thử thách lớn lao về sức khỏe lẫn tinh thần, không ngừng vươn lên trong lời mời gọi nên thánh. Trong thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện này, chúng ta khẩn xin Thánh Martin chuyển cầu cho các gia đình luôn trở nên mái ấm, phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin cho các thành viên trong gia đình luôn biết cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ cùng nhau và hạnh phúc trong ân nghĩa với Thiên Chúa, đồng thời có thể góp phần ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 đang gây bao nguy hại về sức khỏe, sinh mạng và nhiều khó khăn khác trong nhân loại. Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng hiệp với đoàn rước đồng tế để khởi đầu thánh lễ tạ ơn. Come.
Kính thưa Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách hành hương. Trong cái bối cảnh xã hội hôm nay, chúng ta thấy các gia đình đang gặp nhiều cái trắc trở trong đời sống, bị tha hóa về nhiều phương diện, làm cho nhiều gia đình tan nát vì đau khổ, vì nghèo đói và nhiều cái phương diện khác. Trong thế lễ này, Đức Cha Giuse, giám mục giáo phận Phú Cường, Ngài dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các gia đình chúng ta. Chúng ta cùng hiệp ý với Ngài để cầu cho chính gia đình chúng ta và cho các gia đình trên thế giới. Trong đất nước chúng ta cũng như trong các giáo phận, các giáo xứ. Thế rồi cho gia đình chúng ta mỗi ngày một sống thánh thiện hơn, noi gương gia đình Thánh gia Nazareth, để chúng ta biết thực thi cái giới răn yêu thương và nhất là biết chia sẻ với những cái nỗi khổ đau của các gia đình khác bằng những lời cầu nguyện, bằng sự giúp đỡ, bằng những lời an ủi, bằng cái bắt tay, bằng cái sự mỉm cười, để rồi làm cho các gia đình được phấn khởi hơn, được sống đúng với cái chức năng của mình trong thế giới hôm nay và trong giáo hội. Xin cộng đoàn cho tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng Đức Cha Giuse. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với Đức Cha để chúng ta dâng lễ và để cầu nguyện cho các gia đình chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hiệp dân thánh lễ hôm nay chúng ta long trọng mừng kính Thánh Martino Porres, một vị thánh được mệnh danh là vị lương y nhân hậu, một con người không chỉ góp phần chữa bệnh như một thầy thuốc không mà thôi, nhưng còn hơn tất cả những điều đó, và có thể nói từ nền tảng đức tin và lòng yêu mến sâu xa, Ngài đã góp phần chữa lành cho nhiều tâm hồn và nâng đỡ rất nhiều gia đình. Chúng ta xin Ngài cầu bào và phù giúp cho tất cả các gia đình của chúng ta trên khắp dương gian này, nhất là những gia đình Kitô hữu, biết sống một cách vững vàng trong đức tin và trong tình mến đích thực, để chính nhờ đó chúng ta sẽ có thể được chữa lành khỏi những tổn thương về phần hồn cũng như phần xác, và giúp cho chúng ta có thể trở thành chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa trong một thế giới mà dường như người ta ngày càng bớt tin tưởng vào Chúa và ít tin tưởng vào tình yêu trong cuộc đời này. Một thế giới và nhiều gia đình đang tan rã, đang gặp nhiều cái khủng hoảng vì thiếu niềm tin và thiếu lòng yêu mến. Chúng ta hãy xin Thánh Martino phù giúp cho tất cả chúng ta được vững lòng cậy trông và được thêm lòng yêu mến. Với tất cả những tâm tình ước nguyện ấy, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm thiếu sót của mình, và này xin Chúa thứ tha để chúng ta được bớt bất xứng mà hiệp dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng,
lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng sinh, càng thiên thần, càng thanh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bài bình an như thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa Thánh Martino qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang thiên quân. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người, để mai sau được cùng người hưởng nhan thanh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết điều Thiên Chúa ưa thích là con người biết thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em đồng loại. Khi đó, con người sẽ sống trong ánh sáng công chính, sẽ được Thiên Chúa phù trợ cho nên vững mạnh và được dẫn dắt đến nguồn ân phúc dồi dào. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia. Đây lời Chúa phán: cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, người liền đáp lại, có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy, người sẽ cho ngươi được no lòng, xương cốt ngươi người sẽ làm cho cứng cáp, ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mặt suối không cạn nước bao giờ. Đó là lời Chúa. Dạy con biết đường về cõi sống,
sướng chân chè, ở bên Ngài hôn lạc chẳng hề vơi. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta biết, qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên anh chị em với nhau trong Đức Giêsu Kitô, và chúng ta nhận được Thánh Thần để trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa và thừa kế gia tài nước trời. Kính mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Anh em thân mến, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, có một người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Người ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người này, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ
Có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm ấy ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: nhờ bác chăm sóc người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị bỏ rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-xu bảo ông ta: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Martino Porres, một vị thánh mà có lẽ cuộc đời của Ngài không sáng lắm. Dưới mắt trần gian, đó là một cuộc đời có vẻ đen đủi như nước da của Ngài vậy. Nhưng chúng ta thử nghĩ, nếu như ngày xưa khi Ngài được sinh ra, hay là lúc mẹ Ngài mang thai, trong một cái mối tình, trong một cuộc liên kết hôn nhân mà có vẻ không có bình thường lắm, rồi dưới cái áp lực của xã hội, với sự kỳ thị của những con người thời đó, rồi Ngài bị giết đi từ trong trứng nước, hay là Ngài bị bỏ rơi hoàn toàn, thì có lẽ hôm nay không có lễ này. Như vậy là thiên đàng mất đi một vị thánh, Chúa mất đi một người con mà Ngài yêu thương, sinh dựng nên, dù là trong hoàn cảnh nào. Có lẽ đó là điều chúng ta được mời gọi để suy nghĩ, nhất là trong thánh lễ chúng ta cùng hiệp ý để cầu nguyện cho các gia đình. Chúng ta được giáo hội, nhất là giáo hội Việt Nam, mời gọi chúng ta hãy tin tưởng để cùng dựng xây, củng cố cho một nền văn minh, tình thương và sự sống. Chắc chắn cái nền văn minh, tình thương và sự sống sẽ chỉ có thể có được khi mà người ta thực sự hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là cha của mình, là đấng được định nghĩa là tình yêu, và cũng biết theo cái lời Ngài dạy là điều căn bản trong tất cả mọi giới răn, tự trung là yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em, yêu tha nhân, yêu con người, dù họ là ai, yêu họ như chính bản thân của mình. Đó chính là điều mà sẽ đem lại cho chúng ta niềm bình an, đủ nghị lực để có thể sống và xây dựng một nền văn minh của sự sống và của tình yêu, mang lại hạnh phúc cho con người và giúp thăng hoa con người, thăng hoa các gia đình lên
trong sự thánh thiện, trong vinh quang và hạnh phúc. Chúng ta biết rằng khi Martino Porres được sinh ra thì có lẽ chính cha của Ngài, một người sang trọng, quyền thế, người da trắng thuộc nước Tây Ban Nha, có lẽ không cảm thấy phấn khởi lắm, nếu không nói là chán, để muốn từ bỏ con, đứa con không có đẹp, không sáng sủa. Nhưng mà chúng ta biết nhờ mẹ của Ngài và nhờ lòng tin vào tình thương của Thiên Chúa nên Ngài đã được thanh tẩy qua bí tích rửa tội ở tại nhà thờ mà trước đó 6 năm Thánh Rosa de Lima cũng đã được thanh tẩy ở đó, nhà thờ Sebastian. Và cũng chính trong cái niềm tin đó mà Ngài cũng đã được ảnh hưởng cái nền giáo dục bởi chính lòng của người mẹ đầy tình yêu thương và cũng vững vàng trong niềm tin. Để rồi Ngài được lớn lên, Ngài cũng hấp thụ chính cái nền tảng đức tin và cái tâm tình yêu thương đó. Cho nên Ngài cũng nhìn về cuộc đời của mình không một chút mặc cảm. Ngài ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, như bị khinh rẻ, bị coi thường, thấp kém, thì Ngài không buồn, không khổ, không uất hận, không muốn trả thù cuộc đời vì mình bị đối xử không được trân trọng. Nhưng mà Ngài đã lại càng khiêm tốn hơn, và Ngài đã chấp nhận tất cả những điều đó để tin rằng Thiên Chúa vẫn là cha của mình. Mình dù có đen, có xấu, có bị người ta coi thường, nhưng tin rằng Thiên Chúa không có chê, không có bỏ mình. Cho nên trong cái thân phận thấp kém đó, Ngài cũng nghĩ rằng mình vẫn có mang trong lòng mình một cái ơn gọi nên thánh, được nên cao quý như là con của Chúa, là những anh chị em đáng mến của mọi người. Ngài vận dụng tất cả những khả năng, những điều kiện mà mình đang có, như một cái người da đen, một cái người mà cuộc đời có vẻ đen đủi, bất hạnh, và có thể coi như một người nô lệ. Ngài đã học cái nghề có vẻ cũng không có phải phấn khởi gì, làm nghề hớt tóc rồi một chút, và những cái phương cách để chữa bệnh như một lang băm thường thôi. Nhưng mà Ngài đã vận dụng tất cả những điều đó để sống trong niềm tin và để thể hiện tình bác ái yêu thương một cách tốt đẹp nhất. Và rồi Ngài sau khi 15 tuổi, Ngài cũng xin vào dòng Đa Minh để có thể phục vụ nhiều hơn, phục vụ rộng rãi hơn. Nhưng mà khi vào dòng đó, Ngài cũng chọn một cái bậc trợ sĩ, đây chỉ là một ông thầy thôi, không phải là giáo sĩ, là linh mục, để như cho xứng với cái thân phận của Ngài. Thế nhưng mà chính cái sự khiêm tốn và đầy lòng tin tưởng cũng như dạt vào lòng yêu mến đó đã làm cho Ngài được sáng lên. Không phải cuộc đời nó đen đủi như nước da của Ngài, nhưng mà Ngài làm nổi bật lên cái tấm lòng của Ngài. Một tấm lòng nó không có đen bao giờ, tấm lòng đó là tấm lòng vàng, bởi vì nó tràn đầy sức sống của tình yêu, tràn đầy cái năng lực của niềm tin. Kính thưa anh chị em, có lẽ đó là điều mà để chúng ta có thể thấy được ở nơi ánh sáng của bài tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe đó. Chính Chúa Giêsu như người Samaritano nhân hậu, Ngài đã đến bên cuộc đời của anh như một con người bị bọn cướp của cuộc đời này, bọn cướp của trần thế này, có khi bọn cướp ở ngay trong gia đình của Ngài, nó tước mất hết mọi thứ, những gì tốt đẹp, có khi cho xứng với cái nhân phẩm của Ngài, để rồi để Ngài nửa sống nửa chết bên vệ đường của cuộc đời.
Chúa Giêsu đã đến trong vóc dạng của một cái con người không quá nệ luật, không quá đề cao cái bản thân của mình như là những thầy tư tế hay là thầy Lê Vi hay bất cứ một ai đó mà không có một cái tấm lòng biết chạnh thương. Chúa Giêsu đến như một người có thể bị coi thường đó, bởi vì Ngài cũng chọn một cái nếp sống nghèo khó bình thường của một con người khi Ngài sinh ra, sống và lớn lên để trở thành đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu đã cúi xuống nơi cuộc đời của Martino Porres, và Chúa Giêsu đã cứu chữa, đã làm cho anh có khơi dậy cái niềm hy vọng để cho thấy rằng anh Ngài được xót thương, và từ đó con người đó đã được nâng lên để có thể phục vụ và mở lòng mình phục vụ tất cả mọi người, không trừ một ai, dẫu cho có thể bị hiểu lầm, bị đối xử tệ bạc, bị khinh rẻ, thì Ngài vẫn luôn luôn giữ vững lòng tin vào cái ơn gọi, vào cái sứ mạng của mình, và giữ vững cái lòng bác ái yêu thương đối với tất cả mọi người, và kể cả những con người nghèo đói đau khổ nhiều nhất, và cả những súc vật ở chung quanh nữa. Là cuộc đời của Ngài như thế cho chúng ta hôm nay một cái niềm hy vọng để thấy rằng dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào thì vẫn còn đó một niềm hy vọng, vẫn có một cái tương lai mà Chúa vẫn dành cho chúng ta. Chúng ta vẫn có thể được mời gọi để xác tín rằng tất cả chúng ta là anh chị em của nhau và cùng là con của Thiên Chúa, là Cha trên trời. Và cái điều quan trọng để giúp cho chúng ta sống trong cuộc đời hôm nay, để làm cho con người của mình được trở nên đáng giá, không phải vì danh, vì vị hay là vì những cái sự cao sang trần thế, nó không phải như những cái nước da mà có thể nó dễ thay đổi, nhưng mà cái tấm lòng, một cái sự biết chạnh thương của một con người tràn đầy niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của mình, là con của Chúa, là những người được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, là anh chị em của mình. Kính thưa anh chị em, lẽ đó là điều mà hôm nay chúng ta được mời gọi để phải xác tín hơn, để thêm lạc quan tin tưởng nhìn vào cuộc đời của mình, để chúng ta không bao giờ nản lòng thất vọng, không bao giờ chúng ta bi quan vì những thực tế, những khó khăn trong cuộc đời của mình, bên cạnh những cái con người có thể như là những người cướp mà vẫn đang bách hại, đang gây khó khăn và đang làm cho chúng ta dở sống dở chết trong cuộc đời. Ta hãy tin rằng vẫn có Đức Giêsu đó, vẫn có những cái tâm hồn biết chạnh thương đó bên cạnh cuộc đời của chúng ta để nâng đỡ chúng ta. Và từ kinh nghiệm đó, chúng ta cũng được mời gọi để nhìn đến anh chị em của mình với một niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa, một niềm tin sống động, có một cái sức sống yêu thương để biết chạnh thương, quan tâm đến những đau khổ xác hồn của anh chị em của mình trong cuộc đời này. Đó chính là điều mà là ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để suy nghĩ, để xác tín hơn rằng cái con đường đạt đến cái sự sống đời đời, con đường vươn tới sự thánh thiện mà Chúa muốn dành cho tất cả chúng ta, nó phải là con đường của niềm tin, con đường của tình bác ái yêu thương, con đường của niềm hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa, để chúng ta sống cách vững vàng hơn dù gặp những thử thách gian truân. Và con đường đó cũng là con đường mà chúng ta được mời gọi mở ra cho anh chị em đang cần đến lòng thương xót của Chúa, cần sự yêu thương nâng đỡ của con người dọc dài trong cuộc đời này. Chính cùng qua đó, chúng ta cũng được mời gọi góp phần xây dựng cho gia đình của mình, gia đình nhỏ hay gia đình lớn, bởi vì tất cả đó là những nhân vị, những cái con người được sinh ra để được yêu thương, để được sống đời đời và để được nên thánh. Trong ý thức đó, chúng ta tiếp tục hiệp dân thánh lễ và chung lời cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ lòng tin và tình mến của mỗi người chúng ta, nhất là nâng đỡ lòng tin và tình mến của những con người đang đau khổ, bé mòn, thấp hèn trong cuộc đời này.
Và xin Chúa cũng nâng đỡ các gia đình đang gặp khó khăn. Xin Chúa ban thêm niềm tin và tình mến cho từng phần tử trong gia đình, để họ cũng biết sẵn sàng vững tin vào tình thương của Chúa và biết sống yêu thương, biết thực hành những điều Chúa dạy trong tình thương một cách tích cực, để nhờ đó có thể thực sự xây dựng cho cái nền văn minh, tình thương và sự sống mà con người đang rất cần hôm nay cũng như trong nước trời vĩnh cửu mai sau. Amen. Xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã dẫn dắt và thánh hóa cuộc đời Thánh Martino de Porres để nên chứng tá cho lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại. Hiệp với tâm tình yêu mến của Thánh Martino và với các gia đình, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tha thiết nguyện xin. Thánh Martin luôn sống đức tin mạnh mẽ và đức ái nồng nàn. Xin cho các vị mục tử trong giáo hội luôn được đầy tràn ơn khôn ngoan và thánh thiện của Chúa Thánh Thần, có đức tin son sắt, đức cậy vững vàng và đức mến thiết tha, để chu toàn trách vụ chăm sóc và hướng dẫn gia đình giáo hội, giúp cho các Kitô hữu luôn sống an vui và tin vào và tin yêu trong mọi khó khăn thử thách của thế giới hôm nay. Tâm hồn Thánh Martin luôn cháy bừng ngọn lửa mến Chúa và yêu người. Xin cho mọi tín hữu noi gương thánh nhân, biết gắn bó với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, trung thành thực thi thánh ý Chúa qua việc phụng vụ trong yêu thương, đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước đang gặp nhiều thiên tai và những khó khăn khác, để chia sẻ sự sống ân phúc của gia đình giáo hội cho nhiều anh chị em đang cần nâng đỡ về vật chất và tinh thần. Chúa nhầm lời chúng con. Thánh Martin đã hoàn toàn đặt hy vọng vào Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực tín trung. Xin cho các gia đình kiên trì sống đức ai tin mừng, để vun đắp hạnh phúc và an vui. Cách riêng cho những gia đình đang gặp thử thách ngặt nghèo, biết tin tưởng và hy vọng vào sức mạnh chữa lành của Chúa, để luôn được vui sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa và với tha nhân. Thánh Martin đã ân cần chăm sóc các bệnh nhân và vẫn tiếp tục bầu cử cho những ai đang khốn khổ ưu phiền đến khấn cầu Người. Xin cho những bệnh nhân và người nghèo khổ, đặc biệt những anh chị em đang gánh chịu thiệt hại nhiều cách do dịch bệnh COVID-19, nhận được sự giúp đỡ về y tế và những hỗ trợ khác của những vị hữu trách và người đồng hành, để họ mau vượt qua những thử thách ngặt nghèo và luôn sống kiên cường tin thác vào sức mạnh tình thương của Thiên Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, Chúa đã ban cho nhân loại một vị lương y nhân từ là Thánh Martin. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin Chúa cho chúng con cũng biết tận tình yêu mến Chúa và nhiệt tâm phục vụ tha nhân, để xây dựng các gia đình của chúng con thành nơi chiếu tỏa lòng thương xót của Thiên Chúa, góp phần làm cho nhân loại được sống trong tình yêu và ơn cứu độ.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tổng tôn vinh danh Cha.
Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa Thiên Dân. Này chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của con một Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Thánh Martino để lại. Nhờ đó tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng thêm đậm đà thâm thiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chung tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thanh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nương trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thanh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thanh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng trên trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu đứng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con đưa xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu đứng Kitô được quy tụ nên môn nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse giáo phận chúng con, Đức Giám mục Giuse chủ tế, Đức Cha Phụ Tá Gioan, Đức Cha Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bà Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam vô, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoan thương cho những ngày chúng con đang sống đường bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Giờ đây là nghi thức hiệp lễ của các tín hữu Công giáo. Kính xin quý ông bà anh chị em ngoài Công giáo không tham dự nghi thức này. Tại mỗi điểm rước lễ, kính xin quý ông bà và anh chị em tiến lên hai hàng dọc theo sự hướng dẫn của ban trật tự. Vì để bảo đảm sức khỏe cộng đồng, kính xin quý ông bà anh chị em rước lễ bằng tay. Xin các thừa tác viên cho mình thánh tiến lên và nhận mình thánh trước lễ đài. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã dùng bí tín cứu độ cho chúng con đường thoát chi tội lòng. Xin dạy chúng con noi gương Thánh Martino mà thực thi bác ái, để mai kia được chung hưởng vinh quang với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin kính mời Đức Cha Chủ Tế, quý cha đồng tế cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây, cha Đa Minh Phạm Ngọc Điển sẽ thay lời cho cộng đoàn tu viện bày tỏ lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse. Xin kính mời cha. Kính thưa Đức Cha Giuse, chúng con thay mặt cho tu viện Thánh Martino, chúng con chân thành cảm ơn Đức Cha vì Đức Cha đã hy sinh cái thời giờ riêng của Đức Cha và hy sinh cái thời gian cho giáo phận Phú Cường. Đức Cha đã đến tu viện chúng con để dâng lễ kính Thánh Martino và cầu nguyện cho các gia đình. Trong cái bối cảnh xã hội như Đức Cha đã chia sẻ trong tin mừng hôm nay, chúng con nguyện sẽ cố gắng hết sức để rồi chúng con làm cho các gia đình luôn luôn biết sống thánh thiện, biết trân trọng cái tình yêu và biết chia sẻ cho những anh chị em, cho những gia đình chung quanh, để chúng con thực sự là những gia đình công giáo, những gia đình luôn luôn biết sống vì tình yêu, vì lòng mến Chúa và hy sinh cho tất cả mọi người. Chúng con cố gắng noi theo đời sống của Thánh Martino để chúng con cũng trở thành những vị lương y, dù không có thể chữa bệnh về phần xác, nhưng chúng con có thể chữa bệnh về tâm hồn cho những anh chị em mà chúng con gặp vỡ. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Và giờ đây để thay lời muốn nói, chúng con dâng một đặng hoa để chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng đón nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy chung tụng danh Chúa. Từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Thank you.
Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình và các bệnh nhân đã kết thúc. Giờ đây, cha trưởng nghi sẽ làm phép chung các tượng ảnh và chuỗi mân côi. Kính mời quý ông bà và anh chị em muốn làm phép ảnh tượng và chuỗi mân côi xin đứng tại chỗ, giơ cao ảnh tượng hướng về lễ đài để được làm phép chung một lần. Chúng con xin kính mời cha. Ai có tượng ảnh thì xin mời giơ lên. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng các thánh. Để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con lại xin Chúa thương làm phép và thánh hóa các ảnh tượng này để tôn kính và tưởng niệm đến con một Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Đức Trinh Nữ Maria mẹ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Thánh Martin de Porres. Xin Chúa đoái thương để ai siêng năng tôn sùng cung kính con một Chúa, Đức Maria và Thánh Martin trước các ảnh tượng này thì nhờ công nghiệp và sự che chở của người được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cộng đoàn tu viện Thánh Martin kính chúc quý ông bà anh chị em trong cuộc hành hương này nhận được nhiều ơn lành nhờ sự chuyển cầu của Thánh Martin, đồng thời biết noi gương phục vụ trong yêu thương của thánh nhân để làm cho gia đình của anh chị em trở nên dấu chỉ sống động của lòng Chúa thương xót, giúp cho mọi người nhận biết tình thương cứu độ của Thiên Chúa để luôn sống an vui thánh thiện. Để tôn trọng bầu khí cầu nguyện thiêng thánh và trang nghiêm trong suốt ngày hành hương, xin quý ông bà anh chị em không lên lễ đài chụp hình, không lấy hoa và bẻ lá tại khu vực lễ đài. Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc quý ông bà và anh chị em ra về bình an. Xin lưu ý, khi gặp sự cố đặc biệt cần hỗ trợ